chào tất cả các bác. Chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay video giới thiệu đến mọi người một cây tam sắc trắng. Thì tam sắc trắng này cũng như những cái cây hoa lan khác thôi, cũng như những cái cây phi điệp hay là những cái cây lan đột biến khác, thì nó cũng đều có tên gọi để mọi người có thể là nhớ được về cái mặt bông hoa, cũng như là tạng thân lá, cũng như là một số những cái điều cần thiết liên quan đến cái cây. Bởi vì nếu như một cái cây mà không có tên ấy, thì sẽ rất là khó để có thể là nhớ được là cái bông đấy là nó như thế nào. Tất cả những cái tên gọi để chúng ta có thể nhớ được về cái mặt bông hoa đấy. Thì đây là cái cây tam sắc trắng, gọi tên là cây thảo ngọc. Tên gọi thì cũng là để dễ nhớ cây thôi. Nhưng cây này thì nó có một cái chi tiết rất là đặc biệt. Cây này là được mệnh danh là tam sắc trắng, song tầm, ngang tầm với cả bát bảo tiên về khuôn bông, khẩu bông, sai hoa và một số những cái chi tiết khác. Cũng có nhiều người gọi cái cây này là cây bát bảo tiên trắng vì một số yếu tố. Nhưng mà có nghĩa là cái cây tam sắc trắng này thì nó là một cái cây rất là đẹp, nó có khuôn bông, sai bông, khẩu bông, nhiều chi tiết liên quan, nó cũng xem với cái cây bát bảo tiên. Còn cái cây bát bảo tiên thực ra thì nó chỉ là một cái cây tam bảo sắc thôi. Nó cũng là một cây tam bảo sắc hoa đẹp anh chị ạ. Đấy, còn cái cây này thì nó cũng như vậy, nó cũng là một cây tam sắc trắng hoa rất là đẹp. Đẹp thì nó có nhiều yếu tố, cũng như là phi điệp ấy, hay là địa lan, hay là một số những cái loại lan kiếm. Thì đẹp thì nó có nhiều tiêu chí. Thì đây thì em xin phép vào phân tích một chút để các anh chị có thể biết thêm về cái dòng tam sắc này nó đẹp ở những cái điểm gì. Cái tam sắc trắng thì là sự đột biến của nó thì là rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Cái cây này thì cần hoa của nó dài, tổng thể nó dài khoảng tầm độ từ thân ra là khoảng tầm độ 55 đến 60 cm, như cái cần hoa ở đây 55 đến 60 cm là cái cần hoa đang trước em đang quay trước mặt anh chị. Đấy, anh chị xem ạ, cần hoa. Và cái số lượng bông trên này nó trên 30 bông là một trong yếu tố rất là đạt của một cái cây tam sắc cần hoa dài và rất là đẹp. Thì cái cây tam sắc trắng này nó có những cái chi tiết để chúng ta có thể nhìn nhận được cái cây tam sắc như thế nào là đẹp. Đấy, thì em sẽ nói đầu tiên là thứ nhất là phải tổng thể bông hoa. Tổng thể bông hoa thì nó phải cần hoa phải dài, khẩu bông to. Khẩu bông có nghĩa là khẩu cái này. Đấy, cái khẩu này. Và cái chiều dài rất là dài. Nó rất là dài anh chị ạ. Đấy, như anh chị nhìn tay em để là như này. Riêng cái phần hoa không là nó phải chiếm tầm khoảng 30 cm, hoặc hơn một chút, 30 hoặc hơn 30 cm một chút. Nó ra hai cần hoa rất là đều hai bên, rất là đẹp. Đấy, đấy là tổng thể. Tiếp theo đến cái chi tiết nữa, đó chính là tay hoa. Tay hoa chính là cái ngang ngang này anh chị ạ. À đây, anh chị nhìn này. Nhiều cái bông tam bảo sắc ấy, nhà anh chị kể cả tam bảo sắc trắng tím thôi, anh chị cũng để ý thì anh chị sẽ thấy là cái tay hoa này của nó thường hơi rủ, nó hơi rủ xuống. Nhưng còn cái cây bát bảo tiên hay là cái cây tam bảo sắc trắng này, cây thảo ngọc này thì nó tay nó không bị rủ, tay nó rất là ngang. Tay như thế này thì trong cái dòng tam sắc này thì người ta gọi là thăng hoa rồi. Còn địa lan thì thăng hoa thì nó lại là khác, thì anh chị có thể xem trên địa lan chi tiết nó khác. Còn thường thì cái tay hoa này nó hơi rủ, nhưng cái cây tay hoa này nó ngang như này gọi là thăng hoa. Bông nó rất là ngay ngắn. Và khi mà chúng ta nhìn thẳng như thế này thì chúng ta có thể nhìn được tổng thể tất cả của một bông hoa. Cái thứ hai là cái vấn đề về khuôn cánh. Khuôn cánh thì đây anh chị nhìn cái bông tam sắc trắng này nó rất là tròn. Bông rất là tròn và nó không bị cánh ba tiêu. Người ta gọi cánh ba tiêu thì là gọi là những cái cây mà cánh ba tiêu gọi là cánh xấu ấy. Đấy, còn cái cây này chúng ta có thể nhìn một cái bông này rất là tròn. Anh chị nhìn này, em gần như không phải động chạm gì thì nó vẫn giữ form như này. Thì trong cái cây tam bảo sắc cũng như là một số cái cây khác ấy, thì anh chị lưu ý là những cái bông mới nở thì bao giờ thường nó cũng tròn. Và những cái bông mà nó khi mà nó đuối thì nó thường hay bị phá khuôn.
nó phá cái khuôn tròn này đi và nó sẽ trở thành một cái khuôn cánh ba tiêu. Đấy là thường là về tạo sắc, nhưng riêng cái cây này thì như cái bông này là em đang quay đây là cái bông nó cũng mới nở được khoảng 3 ngày thôi. Đấy. Và nó còn rất là nhiều nụ, rất là đẹp. Nhưng cái cây này được cái là khi mà nó tàn rồi ấy, thì bông nó vẫn rất là đẹp. Đây em sẽ quay lên cái bông nó nở trước một tí. Anh chị nhìn này. Đến khi đây, đây chính là cái cần hoa đã nở lâu rồi và bắt đầu đang tàn. Anh chị nhìn cái tay hoa nó vẫn giữ nguyên form hoa, chi tiết từng bông từ lúc nở đến lúc tàn là giữ form, nó không bị cánh ba tiêu. Đây anh chị nhìn bông trước mặt này, nó vàng rồi, nó tàn rồi. Cái bông trên này nó tàn rồi, bông này nó vàng, nó tàn rồi, nhưng mà nó vẫn rất là tròn, nó giữ form rất là đẹp. Nếu mà để mà nói về bát bảo tiên ấy, đấy, cây tam sắc mà mọi người hay gọi là bát bảo tiên ấy, thì cái cây đấy thì nó cũng không giữ form như này luôn. Form của nó là chỉ mới đầu nở thì nó tròn này thôi, nhưng về sau nó sẽ cánh, nó sẽ ba tiêu. Đấy, đấy là về về cái độ vách cánh của nó ấy. Thì chúng ta nhìn trực diện vào bông hoa thì nó cánh nó sẽ bị hở, nó bị hở giữa các cánh với nhau, khe cánh. Còn đây là chúng ta nhìn cái các mạch cánh của nó liền với nhau, tạo thành một cái bông hoa rất là tròn và nó không bị hở. Đấy, thì là cái cây tam sắc này nó là một cái cây rất xuất sắc. Nó nếu mà tính về cái độ mở hoa từ lúc nở đến lúc tàn thì nó còn đẹp hơn cả bát bảo tiên. Đấy thì mọi người cứ nhìn đây thì mọi người sẽ đánh giá được. Còn cái cây bát bảo tiên thì mọi người có thể xem lại video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, mọi người sẽ biết về cái cây bát bảo tiên đấy. Cái bát bảo tiên ấy thì cái cánh này của nó kiểu gì khi tàn như này là cả cánh nó cũng sẽ bị quăn. Quăn kiểu dạng vỏ đỗ ấy. Đấy, quăn nó vách thì là cái khuôn này, khuôn tròn này nó bị phá khuôn. Và nó sẽ bị cánh nó bé thì nhìn nó xấu hơn. Còn như cái cây này thì từ đầu đến cuối thì nó đều giữ nguyên cái form cây của nó, bông rất là tròn. Đấy anh chị nhìn từ cái bông nở đầu tiên đến những cái bông bắt đầu tàn. Đấy, nó giữ form rất là đẹp. Thì cái cây này nó cũng là một cái giò to, em nghĩ là hiện tại thì trong dòng tam sắc thì nó cũng là một trong những cái giò chắc là to. Ít có những cái giò to như thế này. Không nói về khẩu bông hoa, chi tiết từng bông. Đây thì cái bông này nó cũng đang tàn này. Anh chị nhìn này. Bông này nó cũng đang tàn, tay hoa nó vẫn giữ nguyên mà form hoa nó vẫn giữ. Nó không bị vỡ, nó không bị vỡ form. Rất là đẹp. Một trong những cây tam sắc rất là xuất sắc. Nó vừa được cái yếu tố đó chính là đột biến hoa màu trắng và được yếu tố về khuôn cánh. Nếu như anh chị mà nhìn thấy một cái cây tam sắc hoa trắng tím thôi với cái bộ khuôn cánh như này là mình đã nhìn thấy rất là thích rồi. Bởi vì nó bắt mắt và chúng ta nhìn nó không bị rủ. Nó không bị rủ bông hoa. Anh chị nhìn này. Tay hoa nó rất là ngay ngắn, tay nó vuông với cái cần. Đấy, nó rất là ngay ngắn và chúng ta nhìn thẳng vào nó thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Nhưng còn cái cây tam sắc trắng tím bình thường là tay hoa nó hơi xuôi. Hơi xuôi hơn. Còn cái cây trắng này thì nó là một giò trắng rất là to. Anh chị có thể nhìn tổng thể một chút. Bởi vì giò này nó to quá nên là cái phông của em nó cũng không hết được. Không hết được cái cả một cái giò này. Thế đây em chỉ quay được chi tiết được từng bông. Mọi người nhìn đấy. Đây là một trong những cái loại dáng hương dễ trồng và rất là dễ chăm. Và cái hương thơm rất là đặc trưng của cái tam sắc này, rất là thơm. Anh chị nhìn những cái cần hoa này thì anh chị biết là nó đẹp như nào. Đấy. Và cái khuôn cánh của nó thì đấy là mọi người có thể xem thêm thì chúng ta mới biết được rằng là cái cây tam sắc nào nó đẹp như thế nào. Đấy. Thì mọi người nhìn thì mới mình phải đánh giá được cái cây mà mình mua mình chơi. Đấy, chứ còn cái cây mà chúng ta mà mua mà chơi mà đánh giá không biết đánh giá thì nó là lãng phí. Bởi vì nhiều cây tam sắc trắng rất là nhiều. Cây Thái cũng có anh chị nhá. Nhưng mà để mà có những cái bông tam sắc trắng mà nó đẹp như cái cây này là em thấy là gần như là chưa thấy cái cây nào. Cái này thì em sẽ mô tả thân lá của nó một chút anh chị nhé. Để anh chị có thể nhìn nhận gọi là tương đối. Cái tạng thân lá của cây này là cái cây nguồn gốc là như em tìm hiểu là cái cây này nguồn gốc là thân lá Điện Biên. Cây này là cây Điện Biên. Đây, thân lá nó không có gì quá đặc trưng anh chị ạ. Nó không có gì quá đặc trưng cả. Nó chỉ là tam sắc thôi. Nhưng mà đây anh chị nhìn từ cái những cái đoạn thân già này. Đấy, từ cái đoạn già lên đến cái đoạn tơ non này thì nó cũng là kiểu dạng là xanh sạch như kiểu là phi điệp ấy, anh chị hay mua ấy, hoặc là lan kiếm. Đấy, thì tam sắc trắng này nó cũng thế.
Nó cũng thân lá nó là xanh sạch anh chị nhá. Đấy, nó có những cái chùm hoa rất là đẹp, rất là to. Thì đấy là hôm nay em giới thiệu đến mọi người về cái cây tam bảo sắc trắng để mọi người cùng ngắm. Một cái cây rất là đẹp, rất là xuất sắc trong dòng tam bảo sắc trắng. Và em nghĩ là nó ít có đối thủ để có thể vượt qua được cây này về tổng thể bông hoa, khẩu bông và cái độ dài của cần hoa rất là đẹp. Thế thì mời anh chị cùng ngắm lại một lần nữa, rồi em xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.